Xin kính chào quý cô bác anh chị các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Tình bạn trên đất Mỹ của tác giả Giao Thanh Phạm. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Năm 1980, tôi bỏ vợ và cô con gái mới 13 tháng để đi vượt biên một mình. Chẳng biết vì may mắn ra sao mà tôi chỉ mất có hơn 4 tháng thì qua tới Mỹ. Cứ nghĩ vào thời điểm ấy chắc chẳng bao giờ còn gặp lại được vợ con. Thế là tôi nhắm mắt bắt đầu cuộc đời mới. Qua Mỹ tháng 8 thì tháng 9 tôi cấp sách đến trường, vừa đi học vừa đi làm. Được đồng bạc nào gửi hết về Việt Nam cho vợ con, qua những thùng đồ cần thiết nhưng giản dị. Những tờ 100 đô cuộn thật chặt, bó bằng giấy bạc, bọc trong bao ni lông, nhét dưới đáy cây kem đánh răng, hoặc trong hộp bánh, hay trong cái khe hở của chiếc máy cassette giả trang, với những lời nhắn nhủ, đồ kỷ niệm hay quà sinh nhật cho con, đừng bán. Ai dè lại may mắn thêm một lần nữa, hơn một năm sau thì nhận được điện tín vợ báo: anh ơi, em và con được tàu Úc vớt mang vào Singapore rồi. Thế là vừa mừng vừa lo, chạy cuống cuồng, gia tài có độc nhất hai cái thùng giấy, một thùng đựng quần áo, một thùng đựng sách vở. Vừa đi học, vừa đi làm bán thời gian, có bao nhiêu gửi về cho vợ con hết bấy nhiêu. Bên đây thằng chồng chỉ có trên răng dưới bát, ngay cả cái sổ nhà băng còn không có. Ăn thì ăn đường, ngủ thì ở cái shop may đồ gia công của mẹ thằng bạn. Trong túi chưa bao giờ có được hơn chục bạc. Vợ con qua tới biết sống sao đây, ở đâu, không lẽ kéo nhau núp ở đâu cả ngày, chờ đến tối, shop may đóng cửa mới mò về nhà. Chân ướt chân ráo, qua Mỹ được hơn năm trời, mới học xong được 3 khóa, tính chỉ chưa được 50%. Bằng cấp thì không có, biết tính sao. Hồi mới bước chân vào trường đại học năm trước, có hai thằng kia nhỏ hơn tôi độ 2-3 tuổi, qua từ năm 1975 và đã đi học ở đây được gần 2 năm. Chúng nó có xe, có nhà mướn, có việc làm bán thời gian, nhưng cũng chưa được 5 đô một giờ. Hồi đó lương tối thiểu là 2,75 đô một giờ. Hai thằng nó độc thân, ki cóp giúp đỡ tôi, lúc thì ly cà phê, khi thì lon nước ngọt. Một thằng, mẹ nó có cái shop may nho nhỏ, ban ngày thợ đến may, ban tối họ về. Mẹ nó thương tình, cho tôi ở đỡ không lấy tiền. Cái này là sai luật pháp, nhưng liều vì không có tiền, biết sao bây giờ. Cũng may ở đó có cái bồn tắm, nhưng khổ là không có nước nóng. Mùa hè thì còn đỡ, mùa đông vừa tắm vừa nhảy, chưa đầy vài phút đã phải nhảy ra chui ngay vào trong cái túi ngủ. Khi được tin vợ con tôi chỉ mấy tuần nữa thì qua tới Mỹ, chúng nó chạy lăng xăng như gà mắc đẻ, đứa thì tìm nệm cũ, đứa thì tìm giường tủ, đứa xin được ít đồ nồi niêu son chảo, đứa khuôn về bộ salon lòi lò xo, ngồi đâm đau cả đít. Thằng Hải đến cái shop may tôi đang trú ngụ vào một buổi tối, lần khừng mãi mới loay hoay moi trong túi ra xấp tiền, run run nói: tao biết mày chẳng có tiền, mà vợ con mày thì sắp qua tới nơi. Tao để dành mấy năm nay được 2.500, tao cho mày mượn dằn cặp mướn nhà, dư chút đỉnh chợ búa và mua sắm cho vợ con, còn ít thì phòng khi cần đến. Tôi đứng há miệng chết trân, chẳng biết nói gì. Cái năm 1981, 2.500 ấy nó to lắm. Giá một chiếc xe mới trung bình chỉ khoảng 6-7 ngàn. Tôi lại đang là thằng khố rách áo ôm, gom lại chưa đầy được hai cái thùng giấy. Công ăn thì nhiều, là việc làm thì chưa có, học hành chưa tới đâu, tương lai thì tối như mõm cho mực. Số tiền ấy nó to lắm. Tôi với nó chẳng thân thích gì, chỉ biết nhau qua lại ở trường. Nó cho thằng trọc đầu vay tiền, hay chỗ nào để nắm mà đòi lại, và khi biết khi nào mới trả được.
Nó chẳng nói gì nữa, cầm nắm tiền dúi vào tay tôi rồi bỏ ra về. Tôi đứng ngẩn ngơ, nước mắt khoanh tròn mà đầu óc trống rỗng. Hai chữ cảm kích không đáng để diễn tả hết nỗi lòng tôi lúc đó. Hai tuần sau, chúng nó chạy đôn chạy đáo sau giờ học đi tìm nhà mướn giùm cho tôi. Chúng nó mới có tín dụng để xin mướn nhà, chứ như tôi, mướn cái chòi lá vẫn chưa đủ tư cách. Thằng Hải đi học cả ngày, buổi tối làm nghề đổ xăng trong phi trường quá nửa đêm mới về. Thế mà sáng nào cũng cùng tôi đi lùng sục tìm nhà trọ. Rác rưởi thiên hạ bỏ đi thì ba thằng lại khuân về cái tổ quạ cũ và dơ dáy nhất thành phố ấy cho thằng bạn trang điểm để đón vợ con. Hơn tuần nữa vợ qua, tôi đi nhận nhà, ba thằng xúm lại cuối tuần quét dọn, lau chùi và trang hoàng nhà cửa. Chúng nó khuân về cho mấy bao gạo, ít đồ khô và mắm muối, y như kiểu cha mẹ lo cho con trai lớn ra riêng. Đến bữa ra phi trường đón, thằng Dũng chở tôi đi chờ chực cả tiếng đồng hồ mà không một lời phàn nàn. Làm xong thủ tục chở vợ chồng con cái tôi về nhà là nó biến ngay. Quay lại không thấy nó đâu, tôi mới chợt nhớ lời nó nói mấy hôm trước. Vậy là từ nay chỉ còn hai thằng tao, mày về lo cho vợ con êm ấm nhé. Giờ nhớ lại nghe buồn đứt ruột. Ngày vợ đến, mặc dù tôi đã qua Mỹ định cư được gần một năm rưỡi trời, nhưng vì chúi đầu vào sách vở học nên chẳng có gì ngoài hai cái thùng giấy. Vợ bước vào nhà đứng khựng lại mấy giây ngỡ ngàng. Mãi sau này nàng mới kể, lúc ấy em thất vọng quá. Nhìn vô trong nhà, trống hoa hơ, trống hoác từ trước ra sau, ngoài tấm nệm cũ đặt thẳng dưới nền nhà và cái ghế sofa rách rưới cũ kỹ ra thì chẳng có gì. Em không nghĩ được là anh đã làm gì gần 2 năm nay. Sau này, nàng hiểu rằng thằng chồng cu ly, cút kít, cắm đầu đi học, lo cho tương lai, nên mới thế. Tình bạn giữa ba đứa chúng tôi không còn quá sâu đậm như hồi còn độc thân nữa, vì giờ đã có người khác xen vào. Nhưng nó lại có cái nhẹ nhàng sâu lắng của tình bạn chân thật. Ít có cơ hội gặp nhau, vì chẳng bao lâu sau, chúng tôi chuyển trường mỗi đứa một nơi. Thế rồi, đường đời cứ vậy trôi đi, chúng tôi học xong, mỗi đứa dọn đi đến những vùng xa xôi hẳn, ít có cơ hội gặp lại. Cái món nợ 2.500 đó tôi đã thanh toán xong ít lâu sau đó, nhưng cái ân tình thì tôi còn nợ đến tận thiên thu. Có lẽ chỉ khi nào từ bỏ cõi đời này thì món nợ ấy mới trả đủ. Mỗi khi có dịp ghé về California, tôi lại tìm gặp những người bạn xa xưa. Chúng nó giờ con cái đầy đàn, gia đình êm ấm hạnh phúc. Chuyện cũ chẳng đứa nào nhắc lại bao giờ, nhưng riêng tôi thì có bao giờ quên được. Hôm nhận tiền trả nợ, thằng Hải nói với tôi, ôi, ơn nghĩa gì, tình cảm trong đời nó có phải như những giọt nước, bốc hơi bay lên trời, gom tụ đủ lại thì sẽ thành mưa, tưới xuống những mảnh đất khô cằn cho cây trái đơ bông. Ghê thế đấy, cái triết lý của thằng nhóc qua Mỹ một mình mới hơn 20 tuổi đầu. Những giọt nước đó tôi vẫn chuyển giao đi đầy đủ bằng hết sức mình, bởi cái tấm chân tình ấy hết đời này tôi cũng trả chưa đủ. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Tình nghĩa phu thê của Phạm Thanh Phúc. Arihidati Kalangde Arihidati Kalangda Namo Cam Lô Vương Bồ Tát Namo Cam Lô Vương Bồ Tát Sa Sa Sát Na Sa Bà Sa Ta. Tiếng đọc kinh điều điều khi trầm khi bổng của hai ông thầy tụng kinh ở chùa Phước Hoa được mời đến ban chiều, cộng với tiếng gõ mõ lóc cốc giật cục từng đoạn, tiếng chuông buông thông thả sau một hồi dài, làm cho không khí buổi khuya vốn ảm đạm buồn tẻ lại càng thêm ảm đạm hơn, nhất là dưới ánh đèn leo lét hắt hiu, và bên cạnh đó là chiếc quan tài sơn son thiếp vàng im lặng nằm chơ vơ trên hai thân đòn gỗ nhỏ.
Không có ai ngồi cạnh quan tài vào giờ ấy, 2 giờ sáng. Chồng được đưa về nhà vào lúc chậm choạng tối, khi xe cứu thương dừng trước nhà hụ còi từng đợt dài, dân trong xóm đã biết ngay có chuyện không hay và túa ra xem. Chồng nằm trên cán, mắt dĩ nhiên nhắm nghiền, mặt anh ta biến dạng trông thật kinh khủng, nhất là phần mũi gần như vỡ toác. Bên trên còn dính chút máu chưa kịp khô. Theo lời nhân viên y tế thì chiếc mũi đã bị phần cản trước của chiếc ô tô gây tai nạn kéo lê một đoạn dài nên mới mất hẳn phần xương và thịt bên trên. Còn theo lời người cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thì ở khúc quanh đó xe cộ lưu thông không phải là quá nhanh, cũng không chiếc xe nào nạn nhân hay kẻ gây tai nạn vượt đèn đỏ hoặc phóng quá tốc độ cho phép dẫn đến tình trạng trên. Có vẻ như chiếc xe gắn máy của chồng đã loạn choạng rồi tự ngã vào phần đầu xe ô tô đang chạy cùng chiều phía trước. Chết trễ quá, một người nào đó trong đám đông thốt lên. Mà thật ra nào phải là quá trẻ, chồng là một người đàn ông trung niên trạc 45-46 tuổi, thân hình cao to, cứ nhìn chiếc quan tài thì biết, và có gương mặt khá điển trai, ấy là do tấm hình đặt phía trước quan tài cho biết như vậy. Thế nên đám đông mới tiếc rẻ, nhưng cái chết làm sao biết được chúng đến lúc nào. Chồng làm việc tại một nhà xuất bản trong thành phố, có lẽ hàng xóm vẫn quen nhìn người đàn ông trung niên sáng sáng tíu tít gọi con dậy để chở đi học, ăn mặc bỏ áo và quần chỉnh tề. Nhiều cô trong xóm thỉnh thoảng đã phải thèm thuồng khi nhìn thấy cảnh ấy và thầm ao ước mình được ở vào vị trí của người vợ. Vậy nên ai trong xóm cũng thầm thương cảm khi thấy vợ khóc ngất bên xác chồng. Và mọi người không ai bảo ai đều tự thấy phải có chút trách nhiệm với người vợ trẻ này. Họ cùng xúm vào, người dựng rạp, che tấm bạt lớn bên trên để có chỗ cho khách dự đến dự đám tang. Kẻ chạy đi mua nải chuối xanh về đặt lên ngực người chết. Mọi người ai cũng đều tíu tít chuẩn bị. Quan tài được khiêng ngay về từ chùa Phước Hoa, loại gỗ rẻ tiền thôi, vì nghe đâu ở nhà định thiêu tại Bình Hưng Hòa chứ không chôn. Mà không chôn thì không cần phải chọn quan tài loại gỗ tốt làm gì cho phí. Quan tài được đặt giữa nhà, bên trên là di ảnh chồng, một gương mặt buồn như chính đôi mắt sâu thẳm mà anh ta đang nhìn chằm chằm vào những người đi dự đám tang. Có điều hình như trong lúc tang gia bối rối, vội quá nên bình hoa đã được cắm ngược. Có mấy cành khẳng khiu chổng lên trần nhà. Trong nhà nghi ngút mùi nhang đám ma, mùi hoa nói chung và cả mùi tử khí, một thứ mùi đặc trưng của đám tang. Hai dãy bàn dành cho khách đến đưa đám tang, xếp xen kẽ chật cả con hẻm nhỏ. Nhưng mọi người trong xóm hiểu chuyện nên không ai phàn nàn gì cả. Gần như mọi thứ có tiếng trong nhà đã được gỡ bỏ theo như lời một bà lớn tuổi nhất trong nhà, hình như là kiêng cữ gì đó. Chồng nằm đó mắt nhắm nghiền, mặt anh ta không vui không buồn, bởi vết nứt khủng khiếp trên mũi đã gây ấn tượng lớn hơn hết so với tất cả những phần lành lặn còn lại của gương mặt. Không ai ngờ nó chết thảm như vậy. Bạn nhậu thân nhất của chồng chép miệng. Hình như họ mới ngồi nhậu với nhau hồi chiều thì phải, nên trong lão ta có vẻ hối hận. Vì nếu không nhậu, hẳn chồng sẽ chưa chết dưới bánh xe ô tô oan nghiệt kia. Bánh men bày lên bàn cúng, bình trà sóng sánh thơm ngát, nhưng không ai buồn đụng vào, ngoại trừ đám trẻ con của bà bán cá hàng xóm. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch, khiến ba và má của chúng vốn không hay la rầy con đã phải quát lên. Càng về khuya, tiếng chuông lẫn tiếng tụng kinh càng làm cho không gian thêm thê lương. Mọi người đều đã quá mệt nên đi ngủ cả, chỉ còn lại đám bạn nhậu của chồng vẫn ngồi đó, nhậu lai rai. Buồn, có người ứa nước mắt, rên rỉ cho thằng bạn xấu số.
Thỉnh thoảng tiếng chạm ly lách cách lại vang lên, nhưng khẽ khàng chứ không khí thế như thường thấy trên các bàn nhậu ngoài mấy quán nhậu. Thì đám tang mà ai nỡ nào gây thêm sự ồn ào, vả chăng cũng không còn hồn vía nào mà nhậu bên cạnh xác chết. Trên bàn là mấy chai vodka nằm lăn lóc đã cạn, mồi là con khô mực xé vội mới mua bởi tang gia mới mua ban tối, bởi gia đình tang gia bối rối nên không ai nghĩ ra được phải mua gì để người canh quan tài có thể lai rai thức khuya cho đỡ buồn. Bàn bên, một nhóm vài ông già đang ngồi đánh cát tê hút thuốc phả khói mịt mù, đánh trong im lặng khác với những sòng bài vào các dịp Tết cổ truyền. Mọi người vừa chơi, vừa bàn tán về những phẩm chất thói quen mà lúc sinh thời chồng có được. Gian nhà khá chật hẹp, chỉ đơn giản một phòng khách, bếp và một phòng ngủ, lại nằm trong một con hẻm nhỏ nên chỉ riêng chiếc quan tài đã chiếm gần một nửa không gian chật hẹp của phòng ngoài. Hai bên quan tài là bàn thờ vong với bát hương cùng vài lá vàng mã, đĩa trái cây, bình hoa. Trên đầu quan tài là hai chiếc đèn cầy lớn đang leo lét cháy, thêm hai chiếc ghế làm nơi cho các thầy tụng ngồi tụng kinh là đã quá chật. Khoảng không khác dành cho chiếc chiếu, nơi để những người thân trong nhà quỳ lạy khi cúng. Nhưng chồng chỉ có hai đứa con mà không có đứa cháu nào, nên hẳn nghi lễ cúng sẽ rất buồn tẻ đây, vì quá ít người lạy cho xôm tụ. Thông thường đám tang nào cũng đầy những người là người với khăn trắng chít trên đầu, quỳ lạy xì sụp theo tiếng mõ tụng kinh, nhưng đám tang này thì lại khác. Vợ trạc 40 tuổi, mặt trái xoan, vóc người thon thả, trong chiếc áo xô gai, khăn tang quấn quanh đầu. Mặt vợ lúc nào cũng buồn thê thảm và mắt cứ đỏ hoe, chực ngân ngấn nước. Mỗi khi có người hỏi thăm về cái chết của chồng là đôi mắt ấy khẽ tuôn hai dòng lệ. Vợ vừa kể nguyên nhân cái chết của chồng vừa khóc rấm rứt. Khách đến viếng cứ tặc lưỡi, tội, hai vợ chồng thương nhau quá, vậy mà giờ lại âm dương cách biệt. Coi cái cách con vợ khóc thằng chồng cũng đủ biết chúng nó thương nhau đến thế nào. Nói là nói vậy, nhưng một số vị khách nam trẻ tuổi thỉnh thoảng cũng liếc nhìn khoảng thịt trắng lồ lộ nằm ép bên trong phần xẻ bên hông giữa áo và quần của quá phụ, rồi đưa mắt nhìn chiếc nốt ruồi nằm bên dưới môi phải của gương mặt, nơi gây ấn tượng lâu nhất cho bất kỳ ai lần đầu tiếp xúc. Khi những tiếng chuông mõ vang lên, hoặc khi có người đến thắp nhang và quỳ lại người chết, cũng là lúc vợ phủ phục bên quan tài vừa lại đáp trả vừa khóc thê thảm. Những lúc khác, vợ bình tĩnh cắt đặt cho những người thân trong gia đình công vợ việc tang gia, như đưa tiền cho thợ nấu ăn với lời dặn dò rất kỹ từng món, món nào để mai tiếp khách để đưa tang, kể cả món chay để mời các thầy tụng, rồi phong bì tiền dành cho các thầy tụng kinh kèm theo quà là hộp bánh tây với hai chai nước tinh khiết được cất cẩn trọng trong túi xốp. Mấy thầy tụng tỏ ra hết sức hài lòng với sự chu đáo này. Buổi sáng đưa tang mới 3 giờ khuya, mưa đã như trút nước, khiến khoảng sân nhỏ trở nên trơn trượt, suýt chút nữa làm cho mấy phu đà nhà đòn khiêng quan tài vấp té. Cơn mưa làm cho những người đưa tang giảm hơn so với dự kiến, nên số khách ít ỏi ấy đã phải chia nhau lên cả 3 xe cho xôm tụ. Và cũng vì vậy, mỗi chiếc xe hơn 50 chỗ ngồi chỉ lèo tèo 7-8 người, trống vắng, lạnh lẽo đến gai người. Khi chiếc quan tài được đưa vào lò thiêu cũng là lúc mọi người xoa tay, lục tục lên xe ra về, chỉ để lại vợ ngồi canh chờ lấy chiếc bình đựng tro. Đám tang vậy là kết thúc. Buổi tối, phòng khách sạn lờ mờ ánh đèn ngủ vàng quạch, nên không rõ mặt của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nệm phủ ra trắng tinh, thơm phân phức. Chỉ nghe họ trò chuyện trong lúc làm tình, giọng người nữ phấn khích: tụi mình hay mà không bằng hơn anh nè,
Tự dưng ảnh bị đụng xe, chứ nếu không em cũng chưa biết sẽ nói sao với ảnh về chuyện xin ly dị nữa. Giọng Nam nạt ngang. Thôi, đang vui, đừng có nhắc chuyện đó xui lắm, giờ tụi mình có nhau là được rồi. Có vẻ như anh ta cắt ngang câu chuyện bằng một nụ hôn dài, khiến người nữ không thể mở miệng được nữa, và họ lại tiếp tục làm cái chuyện mà họ vẫn đang làm nãy giờ. Trong bóng đêm, mặt người phụ nữ lờ mờ hiện ra một nốt ruồi đen không lẫn vào đâu được. Truyện ngắn tình nghĩa phu thê xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.